Chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái app đưa khuôn mặt của mình vào video trên điện thoại nghe anh em. Hiện tại mình đang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android. Theo thông tin mà mình biết được là trên iOS cũng có luôn. Anh em sử dụng hệ điều hành nào thì tải trên cửa hàng ứng dụng đó nghe anh em. Ứng dụng này cực kỳ đơn giản so với những cái ứng dụng mà mình đã chia sẻ trên cái kênh của mình. Và khi tạo video trên cái app này, anh em có thể lưu về máy và chia sẻ trên các trang mạng xã hội nghe anh em. Cái ứng dụng này cung cấp hàng ngàn cái video để anh em có thể lựa chọn để thay đổi nhân vật như là ca sĩ nè, ngôi sao K-pop nè, các siêu anh hùng nè, hay là các diễn viên Hollywood và kể cả cầu thủ bóng đá nổi tiếng như là Ronaldo nghe anh em. Nhân vật trên cái app này hoàn toàn khác so với những cái app mà mình chia sẻ. Bây giờ mình bắt đầu chia sẻ cho anh em cách ghép khuôn mặt vào và lưu trực tiếp video vào điện thoại của anh em luôn. Bây giờ mời anh em theo dõi tiếp cái video này của mình. Anh em vào cửa hàng Zplay tìm và tải cho mình cái ứng dụng Replay này về, giống như trong hình nghe anh em. Sau khi anh em tải về rồi, bây giờ mình mở cái ứng dụng lên. Để làm video ghép mặt, anh em chuẩn bị cho mình một cái tấm ảnh cần ghép nè, chụp rõ khuôn mặt nghe anh em. Bây giờ mở cái ứng dụng lên. Anh em chọn ở đây, chọn chỗ này để là ảnh cần ghép nè. Mình chọn một ảnh đây là mẫu cho anh em. Chọn ở này đi. Được rồi, anh em nhấn ở đây, anh em nhấn ít ở góc trái để dùng miễn phí nghe anh em. Đây là cái giao diện của ứng dụng, có rất là nhiều mẫu. Bây giờ mình mở từng mẫu lên cho anh em xem thử nè. Ở đây không chỉ ghép video mà còn ghép ảnh hoặc là ảnh động luôn nghe anh em. Bây giờ anh em tải về đi rồi từ từ tìm hiểu thêm. Bây giờ mình chia sẻ cho anh em một vài mẫu để mình làm hướng dẫn thôi. Bây giờ mình chọn cái mẫu này đi. Anh em đợi chút xíu. Bây giờ khuôn mặt đã được thay đổi rồi nghe anh em. Muốn lưu về anh em chọn ở đây nè. Anh em chọn chỗ cho phép. Bây giờ mình làm thêm một mẫu khác nữa để mình chỉ cho anh em cái cách là thay ảnh nó. Bây giờ chọn mẫu này đi. Anh em chọn chữ New ở góc tay phải nè, để đổi ảnh khác. Bây giờ nó hiện một bên là chụp cái khuôn mặt của mình và một bên là cái thư diện ảnh. Nếu anh em muốn thay đổi thì anh em chọn ở hai cái bên này. Còn mình không muốn thay đổi nữa thì mình không có chọn anh em. Bây giờ mình bắt đầu nè, nhấn ở đây. Anh em đợi chút xíu.
Bây giờ khuôn mặt đã được thay đổi rồi nghe anh em. Anh em chọn ở đây để lưu về máy nè. Bây giờ mình thoát ra để mình kiểm tra xem có lưu về máy không nghe anh em. Hai cái video trên đầu này là mình vừa tạo nghe anh em. Nó có để ngày tháng và giờ luôn. Và cái ứng dụng này cũng còn nhiều chức năng khác, anh em tải về từ từ tìm hiểu thêm. Bây giờ mình xin dừng lại cái nội dung ngày hôm nay ở đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.